FC0007 các bạn. Để tham gia chương trình này drop, các bạn click phần link mô tả mình để chat chatbot. Đầu tiên các bạn bấm vào nút ta. Nút ta ra gì các bạn bấm vào continue các bạn. Continue các bạn lướt cấp tra. Sau khi các bạn lướt cấp tra xong các bạn làm nhiệm vụ của nó. Các bạn làm nhiệm vụ của nó là các bạn vào đây mà đăng ký một cái website của nó là Green007 Brom. Con này đã có cái con chắc IC trên IC thì cam scan này chấm nho nghe các bạn yên tâm này chơi nha các bạn. Rồi các bạn join vào một cái Telegram group của nó nè, còn Twitter thì các bạn follow và retweet và pinboard like cho nó 1-2 bài các bạn. Rồi Facebook thì các bạn like và chia sẻ bài viết của nó các bạn. Rồi các bạn vào nút submit ghi tên. Rồi các bạn ghi là một cái username submit form. Rồi các bạn ghi là username mà các bạn đăng ký trên 007 nha các bạn. Anh 4-1 nè. Sau khi các bạn đăng ký sàn các bạn nhớ vào mail hộp thư spam nha các bạn. Rồi register email nè. Email trên cái sàn đó nha các bạn. Cái sàn mà các bạn đăng ký á. Anh Nhân Quỳnh 1931 là cảm ơn tên mà. Rồi các bạn ghi lại username Telegram của mình nè. Rất là dễ luôn nha các bạn vào setting copy username Telegram của mình. Anh 0329931577 0329931577 các bạn gửi các bạn. Rồi các bạn ghi tin vào trang cá nhân đầu người theo word của mình. Các bạn lấy cái username theo word của mình nha các bạn. VNNH9 246 2468 10. Kèo này còn ngon, bao giờ làm kỹ các bạn. Submit your username Facebook. Rồi các bạn vào setting, các bạn mở Facebook mình ra các bạn. Tại vì các bạn vào Facebook, các bạn chọn trang web cho máy tính, các bạn vào cài đặt nha các bạn cài đặt username Facebook của mình lại các bạn. Copy nè. Rồi các bạn facebook.com. Rồi các bạn bắt ra cho nó nè. Bạn dán vào nè không? Các bạn bỏ từ số này nè. Bu2233. Rồi các bạn gỡ nó, username Facebook nè. Rồi các bạn bắt địa chỉ với ARC20 wallet, chút wallet MetaMask in token. Miễn nền tảng ARC wallet 20 nha bạn, ARC20. Kèo này kèo ngon nha các bạn. Quá lót lâu rồi. Các bạn bắt vào là được các bạn. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Tại tức quá. Miếng sao lần làm gì. Rồi các bạn lựa xuống ETH nè. ETH nè các bạn. Rồi các bạn sao chép lên các bạn. Rồi đã sao chép địa chỉ. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Bạn nào chưa chơi con này thì vào chơi nha các bạn. Con này nè. Nhận 500 token ETH, mình có để phần link gạo 2 về giờ các bạn chưa thành nào chưa tham gia nha các bạn. Con này rất có giá trị nha các bạn. Rồi các bạn trở về Telegram của mình, bot của mình nè. Các bạn bắt đi. Trời ơi, tại nhảy qua Google ta. Thằng này bán các bạn chạy chút nha bạn. Mấy kèo này là đây tới Tết cũng có mưa gió không buồn. Phan đem kiểm tra dí các bạn. 0-1 các bạn muốn gửi các bạn. Đây tới Tết thế nào cũng có bão không lặng các bạn ơi. Không biết bao giờ nào. Mẹ sao không có đứng máy luôn. Mai mình bị đứng luôn. Mà bị đứng máy rồi các bạn ơi. À, thiệt. Để cắt bỏ cái này. Đứng máy nó phản hồi mẹ. Rồi các bạn, sau khi các bạn bắt ví địa chỉ ARC20 vào, các bạn bấm vào nút tool transfer nè các bạn.
Rồi các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Ồ, cái này là nó có một cái event nên là các bạn chia sẻ top này đứng top nha các bạn. Rồi bạn bấm vào dot 3 nè để xem tốc cần mình nhận được nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 1.000 tốc cần FC007 link ghép của mình các bạn. Các bạn lấy link ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Mọi video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là con này từ mà cái bán cái này mình sẽ cập nhật thêm cho tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ bỏ like một like và subscribe ủng hộ mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Dừng.